Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 28 tháng 9 cho biết các trực thăng tấn công Ka-52M, hay còn gọi là cá sấu sát thủ hiện đại, đã tiêu diệt quân đội Ukraine và xe bọc thép do đối phương triển khai gần biên giới ở khu vực Kursk. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các phi hành đoàn không quân lái trực thăng Ka-52M đã tấn công quân nhân và xe bọc thép của quân đội Ukraine bằng vũ khí trên không gần biên giới ở khu vực Kursk. Theo báo cáo từ bộ điều khiển không lưu tiền phương, quân nhân và xe bọc thép của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga này, các cuộc tấn công vào các mục tiêu địch được phát hiện trước đó đều được thực hiện bằng tên lửa trên không, các phi hành đoàn Ka-52M sau đó tiếp tục thực hiện động tác chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ. Cá sấu sát thủ Ka-52M được nhận định là trực thăng tấn công hiện đại nhất trong dòng Ka-52, chỉ mới được cung cấp cho không quân Nga vào đầu năm 2023. Khí tài này được trang bị hệ thống quan sát và dẫn đường mới Dada với anten màng pha chủ động, thiết bị hạ cánh được gia cố, cũng như nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Ataka, Vik, Vik-M và cả tên lửa Idelije 305 liên quan đến tình hình chung ở kurs bộ quốc phòng nga thông tin thêm rằng lực lượng nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của ukraine vào khu định cư liu bimovka và ngăn chặn các cuộc phản công khác gần Crimea-Noye, kamisevka và chekaskoje poreknoje trong ngày qua các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công, đánh bại lực lượng của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn không kích số 82 và 95, lữ đoàn vệ binh quốc gia 1, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, Daryino, Novipus, Nikolajevo, Daryino và Plekovo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng Nga được hỗ trợ bởi máy bay quân đội và các đơn vị pháo binh đã đẩy lùi năm nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvezie. Hơn 60 quân địch đã thiệt mạng hoặc bị thương, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới đã bị phá hủy. Trong khi đó, máy bay quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Ukraine gần 19 khu định cư ở vùng Kursk và 17 khu định cư ở vùng Sumy, giáp biên giới. Theo thống kê của Nga, lưu lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 18.000 quân, 132 xe tăng, 97 xe bọc thép chở quân, 64 xe chiến đấu bộ binh, 842 xe chiến đấu bọc thép, 541 xe cơ giới và 145 khẩu pháo kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine cũng được cho là đã mất 8 bệ phóng tên lửa, 31 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 bệ phóng MLRS và 37 hệ thống tác chiến điện tử, cũng như 5 xe vận chuyển nạp đạn, 9 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 18 thiết bị công binh, bao gồm 11 xe công binh chiến đấu, 1 xe gia phá bom mìn UR-77 và 1 xe bảo dưỡng và phục hồi thiết giáp. Tình hình chiến sự ở Kursk đang khiến giới chuyên gia đau đầu bởi diễn biến rất khó đoán, cả Nga và Ukraine đều đang có những toan tính cho canh bạc lớn hơn. Trong gần hai tháng, lực lượng Ukraine đã ở bên trong nước Nga. Hàng trăm km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk Oblast nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine sau cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8 vừa qua. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là quân đội Nga vẫn chưa tiến hành chiến dịch lớn nào để chiếm lại tỉnh Kursk. Đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, theo báo cáo, chính quyền Nga đã giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang của mình đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk vào giữa tháng 10 năm 2024 và thiết lập một vùng đệm ở các khu vực biên giới với Ukraine vào cuối tháng 10. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng mà quân đội Nga rất khó để có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân đội Nga đã tập hợp gần 40.000 người ở Kursk Oblast đến cho chiến dịch sắp tới nhằm đẩy lực lượng Ukraine khỏi khu vực này. Điện Kremlin dường như đã đặt ra thời hạn để đạt được mục tiêu này là vào giữa tháng 10 năm 2024. Hơn nữa, Moscow đang tìm cách thiết lập ưu thế nhân lực 5 chọi 1 trước khi tiến hành phản công. Theo học thuyết quân sự tiêu chuẩn, bên tấn công cần ưu thế 3 chọi 1 để có cơ hội giành chiến thắng cao nhất. Nhưng điều đó có vẻ không thực tế nếu Nga không rút thêm lực lượng từ các khu vực khác về hỗ trợ và đó cũng chính là điều Ukraine muốn khi tiến hành chiến dịch này. Lực lượng nga đã tiến hành phản công vào khu vực Nohra mà quân Ukraine đang kiểm soát, nhưng không đạt được thành công đáng kể nào. Họ đã chiếm lại một số khu định cư, nhưng quân Ukraine đã cố gắng bẫy một số đơn vị của nga bằng một cuộc phản công quy mô nhỏ. Nga vẫn chưa có một nỗ lực lớn nào nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine tại Kursk. Với tỷ lệ thương vong cao liên tục và những khó khăn trong việc tuyển quân, quân đội Nga sẽ gặp khó khăn khi tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ở tỉnh Kursk và đồng thời phải duy trì các hoạt động tấn công ở Donbass xung quanh Pokrovsk và Vuleda. Theo các chuyên gia National Interest, lời giải cho bài toán này là Moscow sẽ mở rộng nỗ lực tuyển dụng. Tuy nhiên, quân đội Nga đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Điện Kremlin. Viện nghiên cứu Chiến tranh ISVK nêu rõ, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã từ chối yêu cầu của Bộ Quốc phòng về việc bù đắp tổn thất của Nga bằng cách tiến hành một đợt động viên khác vào mùa xuân năm 2024. Tổng thống Putin là một nhà lãnh đạo rất quan tâm đến nguyện vọng của người dân Nga. Phương Tây đánh giá ông là một chính trị gia thông minh và rất được lòng dân chúng. Chính vì vậy mà mọi quyết định của ông đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Một số quốc gia thành viên NATO đưa ra lời đe dọa cần ghi nhớ năng lực săn đe hạt nhân của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, theo ông Medvedev, những nước thành viên NATO có diện tích khiêm tốn, nhưng mơ tưởng về một cuộc tấn công nhằm vào Nga cần biết điều năm của Liên minh không có hiệu quả với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố sau khi Estonia kêu gọi một cuộc tấn công phủ đồng Nga để phục vụ kế hoạch quân sự của NATO. Một quốc gia càng kém cỏi thì sự ngọ mạn của những nhà lãnh đạo quốc gia đó càng lớn, ông Medvedev nói với các phóng viên hôm 27 tháng 9 ám chỉ Estonia. Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại một quốc gia đưa ra những lời tuyên bố như vậy thì quốc gia đó sẽ chẳng còn lại gì. Kể cả khi điều năm của NATO được áp dụng, quốc gia đưa ra những lời khiêu kích đó sẽ không còn tồn tại, ông Medvedev nhấn mạnh. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý một số sửa đổi học thuyết hạt nhân trong cuộc họp của Hội đồng An ninh. Ông Medvedev cũng tham dự cuộc họp này. Ông Putin nói Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường của một quốc gia khác nếu quốc gia đó được hậu thuẫn bởi một nước cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia, Thiếu tướng Vahukarus, nói kế hoạch dự phòng mới của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga sẽ bao gồm một cuộc tấn công từ phía Estonia. Năng lực tấn công tầm xa của Estonia đã được tính đến trong kế hoạch của NATO. Liên minh nói chúng tôi có thể sẽ cần phải giải quyết một số mục tiêu ở Nga theo kế hoạch, ông Karus tiết lộ. Ông Karus mô tả nhiệm vụ mới này là thay đổi cơ bản đối với học thuyết quân sự của Estonia. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, NATO chỉ xây dựng kế hoạch để Estonia trụ được trong 10 ngày nếu xảy ra xung đột Nga-NATO. Estonia là quốc gia vùng Baltic có diện tích là 45.000 km2 và có số dân vào khoảng 1,3 triệu người. Estonia cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 27 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu Su-35S thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga đã yểm trợ cho máy bay và trực thăng tấn công vào các cơ sở và vũ khí trang bị của Ukraine tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn và phi công chiến đấu đã thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ tại các khu vực biên giới ở tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong các nhiệm vụ chiến đấu, phi công máy bay chiến đấu Su-35S đã tuần tra khu vực được giao và yểm trợ cho máy bay ném bom và tấn công, cũng như trực thăng của không quân trong các cuộc không kích vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 27 tháng 9, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine về phía Lưu và Plekovo, đồng thời đẩy lùi 11 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine gần Noviput và Medvedev bộ quốc phòng nga thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của ukraine gần liubimovka darino noviput nikolayevo, darino và plekovo quân đội nga đã tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của ukraine gần các làng gujevo darino konmaki kazakya lognya liubimovka malea loknia, martinovka mikhailovka Medvezie, novea sorochina Noviput, Olovka, Plekovo, Pravda, Tonsiluk và Chekaskoye, Poreknoye. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân, 16 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng trong các cuộc giao tranh ở vùng Kursk hôm 27 tháng 9. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 17.750 quân nhân, 131 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 837 xe chiến đấu bọc thép, 533 phương tiện, 143 khẩu pháo, 31 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống pháo phản lực khác do Mỹ sản xuất. 8 bệ phóng tên lửa phòng không cùng hàng loạt thiết bị khác. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Abdi Alaudinov vào ngày 27 tháng 9 tuyên bố, lính đánh thuê nước ngoài từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã bị hạ gục. Tướng Alaudinov cho biết những lính đánh thuê này là mục tiêu hợp pháp và một số người trong số họ đã bị hạ gục. Trước đó, dự án Nemesida đã công bố dữ liệu về hơn 800 chiến binh Ukraine xâm nhập vùng Kursk, trong số đó có khoảng 200 lính đánh thuê nước ngoài từ Israel, Armenia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Syria và các quốc gia khác. Ông Alodinov tuyên bố lực lượng Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở Kursk trong khi lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đã tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính Moscow đã điều động khoảng 40.000 binh lính Nga đến Kursk để phản công, đẩy lùi lực lượng Kiev. Chafron đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 27 tháng 9, cụm lực lượng Silver đã gây thêm thiệt hại cho một số đội hình của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, Darino, Noviput, Nikolaevo, Darino và Plekovo theo hướng Kursk. Phần lớn tổn thất thuộc về các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường không 82 và 95, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103. Trong bản báo cáo tóm tắt hàng ngày, bộ này cũng cho biết đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine gần các khu định cư Bimoka và Plekovo. Báo cáo cho biết thêm, kết quả là AFO, lực lượng vũ trang Ukraine, đã mất tới 30 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe cơ giới, một quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng. Ngoài ra, 11 nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm đột phá biên giới Nga đã bị ngăn chặn gần các khu định cư Noviput và Medvedev. Trích dẫn báo cáo, tổn thất của AFO lên tới hơn 70 người, một xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới, hai quân nhân AFO đã đầu hàng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích và pháo binh của Nga cũng tấn công vào các khu tập trung của Lữ đoàn Cơ giới số 21, 22, 41, 61, 115, Lữ đoàn Xe tăng số 17, Lữ đoàn Tấn công đường không số 80, 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129. Các cuộc không kích khác nhằm vào khu vực Sumi của Ukraine giáp danh với Kurs nhằm vào lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn tấn công số 92 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1. Các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và 103 gần các khu định cơ Atinskoye, belovodi Boyaro Lezachi, Glukhov, Zurabka, Zaruzkoje, Katerinoka, Kruzok, Moskalenki, Machulischa, Novoja Sloboda, Pavloka, Ropnoje, Rizepka, Svesa và Sumi. Hơn 330 quân, 16 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân và 13 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 1 khẩu pháo, 1 trạm EVK, 1 radar phản pháo và 8 xe cơ giới đã bị tiêu diệt trong ngày hai quân nhân AFU đã đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga nêu trong báo cáo. Truyền thông Nga cũng công bố một số video cho thấy một số cuộc không kích gần đây nhằm vào lực lượng Kiev ở Kharkov và Sumy. Như đã đưa tin, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk kể từ đầu tháng 8. Theo thống kê, tính tới nay tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đã mất 17.750 quân, 131 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 837 xe chiến đấu bọc thép, 533 xe cơ giới, 143 pháo, 31 bệ phóng, bao gồm 8 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 hệ thống MLRS, 8 hệ thống phòng không, 8 xe vận tải nạp đạn, 37 trạm tác chiến điện tử, 9 ta phản pháo, hai đà trên không, 18 xe công binh, bao gồm 11 xe vượt chướng ngại vật, một xe ra phá bom mìn UR-77 và một xe cứu hộ bọc thép. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, báo đối lập Nga Novaya Gazeta Evropi đưa tin đã xác định được một quân nhân lực lượng đặc biệt của FSB thiệt mạng khi giao tranh ở vùng Kursk vào tháng 8 năm 2024. Qua đó cho thấy, các thành phần của lực lượng đặc biệt FSB đang chiến đấu ở vùng Cox. Novaya Gazeta FROP dẫn lời một sĩ quan FSB báo cáo rằng cơ quan này đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng đặc biệt, bao gồm các thành phần của nhóm Alpha và Vimpen đặc biệt tinh nhuệ, xác định và tiêu diệt các nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Cox. Sĩ quan FSB cho biết các nhóm này mặc dù rất tinh nhuệ nhưng không được trang bị đầy đủ để tiến hành tác chiến tổng hợp với vũ khí hạng nặng chống lại lực lượng vũ trang chính quy. Lực lượng đặc biệt của FSB thường tiến hành các hoạt động chống khủng bố tiêu diệt các nhóm khủng bố nhỏ và có thể thiếu sự huấn luyện cũng như trang thiết bị cần thiết để ứng phó với các đơn vị Ukraine. Một nguồn tin thân cận với cơ quan tình báo Nga nói với Novaya Gazeta Evrop rằng trung tâm hoạt động đặc biệt của FSB không có mối quan hệ chung với các đơn vị quân đội Nga, RFAF và vẫn chưa có trụ sở chung để điều phối các nhiệm vụ chiến đấu giữa FSB và RFAF. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho FSB thực hiện chiến dịch chống khủng bố tại các khu vực Bengorod, Bryansk và Kursk hôm 9 tháng 8 sau khi chiến dịch của Ukraine bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, nhưng sau đó tiếp tục giao nhiệm vụ tương tự cho Bộ Quốc phòng, FSB và lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Điện Kremlin và Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang cố gắng tạo ra một cơ cấu chỉ huy kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả để ứng phó với hoạt động ở vùng Cox, nhưng vẫn chưa rõ trách nhiệm nào thuộc phạm vi hoạt động chống khủng bố của FSB hoặc Bộ Quốc phòng Nga. Theo đánh giá sơ bộ của ISW, sự trùng lập nhiệm vụ và cơ cấu yếu kém rất có thể sẽ tiếp tục tạo ra xích mích giữa FSB và Bộ Quốc phòng Nga. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 26 tháng 9 của ISW. Thứ nhất, Đức, Pháp và Mỹ tuyên bố ngày 25 và 26 tháng 9 rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine một số gói hỗ trợ trước mắt và lâu dài. Thứ hai, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB được cho là đang cố gắng phối hợp các nhiệm vụ chiến đấu với quân đội Nga, mặc dù nhiệm vụ chính của họ là giám sát hoạt động chống khủng bố, chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine ở khu vực Kursk. Thứ ba, quân đội Nga và Ukraine tiếp tục tấn công ở Kursk, nhưng không bên nào đạt được tiến triển gì thêm trong khu vực. Thứ tư, gần đây quân đội Nga đã tiến về phía bắc Kharkov và ra cũng như phía đông và phía đông nam Pokrov. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố đã phá hủy tới 250 máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine trong cuộc không kích ở Zaporizhia. Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng siêu bom, bom FAB-500 nhắm vào các xưởng và nhà kho thuộc sở hữu của nhà sản xuất động cơ Motosik của Ukraine. Bộ này đồng thời cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại cuộc không kích. Đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy một số vụ nổ xảy ra trong khu vực bị tấn công bằng bom vào ban đêm. Vùng Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát một phần. Ông Ivan Fyodorov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia của Ukraine, cũng xác nhận Nga triển khai tấn công vào một cơ sở công nghiệp ở địa phương trong tối 25 tháng 9 theo giờ địa phương. Ông cho biết thêm rằng một khu dân cư cũng bị tấn công khiến một số người dân bị thương. Trong khi cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài thành một cuộc chiến tiêu hao, Ukraine đã thúc đẩy đáng kể việc lắp ráp và sản xuất máy bay không người lái trong nước. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng một số quốc gia xuất khẩu linh kiện UAV quy mô lớn nhất lại đang áp dụng các hạn chế xuất khẩu. Nga cũng đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái với gần 140.000 máy bay không người lái các loại được chuyển giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2023. Theo Tổng thống Vladimir Putin, chủ nhân Điện Kremlin đã báo cáo vào tuần trước rằng sản lượng sẽ tăng gấp 10 lần trong năm nay. Liên quan đến tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận đã có tới 181 cuộc giao tranh đang diễn ra ở tiền tuyến trong ngày 26 tháng 9. Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục đẩy lùi quyết liệt các nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Khu vực xung đột nóng nhất vẫn là mặt trận Pokrov và Kurakhov. Ở mặt trận Pokrov, Tổng cộng có 39 trận chiến diễn ra gần Zelepole, Mykolaivka, Lysivka, Krutia, Novohrodivka, Selido, Marinivka và Kratnia. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 34 cuộc tấn công, với 5 cuộc vẫn đang tiếp diễn. Trên mặt trận Kurakhov, quân đội Nga đã phát động 34 cuộc tấn công gần Tesukurin, Zelane, Druhe, Heohivka, Mykolaivka, Pratkovivka, Kostiantynivka và Katenivka. Quân phòng thủ Ukraine đã chặn đứng 27 cuộc tấn công, trong khi 7 cuộc vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng bắn hạ 66 máy bay không người lái tấn công và 4 tên lửa dẫn đường KH-5969 do lực lượng Nga phóng trong cuộc tấn công vào đêm 26 tháng 9, theo giờ địa phương. Sau cuộc tấn công, không có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo.